trong cuộc đời của tôi có hai cái quyết định mà tôi chẳng bao giờ hối tiếc. Nói tiếc. Quyết định thứ nhất là quyết định tin Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Quyết định thứ hai là lập gia đình với nhà của tôi. Nếu bây giờ tôi chỉ còn có một phút để nói về đức tin của mình, để nói về niềm tin cậy, trông cậy của mình nơi Chúa Giêsu Christ, thì tôi xin mượn lời của sứ đồ Phaolô được chép trong Roma đoạn 1 câu 16. Sứ đồ Phaolô đã nói rằng: thật tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Và ông cũng nói thêm là trong Timôthê thứ 2 đoạn 1 câu 2, ông nói rằng ông chẳng hề hổ thẹn vì ông biết ông đang tin đấng nào. Buổi sáng hôm nay tôi muốn làm chứng hai điều. Thứ nhất là quyền phép, và thứ nhì là tôi đang tin đấng nào. Cảm ơn Chúa là mục sư Phiên cho tôi 10 phút, không phải là 1 phút. Điều thứ nhất tôi muốn nói rằng là tôi tin Chúa từ tính ra thì đã 26 năm. Thì trước đây những thập niên khoảng mười mấy năm về trước, thì tôi quan sát tôi thấy rằng trong hội thánh của Chúa dường như là có những cái phong trào, những cái làn sóng. Và cái thời tôi tin Chúa đó, thì hội thánh thường hay tổ chức những cái buổi hội đồng, rồi kèm theo đó là có những cái phong trào. Và tôi nghĩ rằng những người quý vị ở đây cũng đều biết là phong trào về ân tứ thánh linh, phong trào phục hưng. Thì tôi nhớ lại lời của cố mục sư Lê Hoàng Phu. Ông nói với lại hội thánh bên Âu Châu, ông nói như thế này. Ông nói rằng là mỗi lần mà ông đi sang bên Âu Châu, ông giảng hội đồng Bồi Linh, thì ông thấy rằng hội thánh bên Âu Châu đó, họ khóc dữ lắm. Họ khóc coi như là họ xưng tội, họ tan vỡ, họ bắt tay, họ quyết định là sẽ sống một đời sống coi như là theo Chúa, để mà ra đi làm chứng cho Chúa. Nhưng mà rồi một thời gian sau ông về bên Mỹ thì ông lại nghe nhiều cái chuyện buồn. Nghĩa là ông thấy rằng họ còn cãi nhau nhiều hơn trước nữa. Họ còn mâu thuẫn với nhau nhiều hơn trước nữa. Họ càng chia rẽ nhau nhiều hơn trước nữa. Chính đời sống tôi cũng vậy. Tôi thật với hội thánh. Giờ sau một thời gian thì tôi thấy rằng tôi cũng vậy. Tôi cũng đi tìm kiếm. Bởi tôi thấy rằng là nếu mà mình tin nhận Chúa, mình chỉ đi nhà thờ mỗi một Chủ nhật. Như là trước kia cũng vậy, khi tôi tin nhận Chúa thì có một số anh chị em đi tin nhận Chúa trước tôi, họ hướng dẫn tôi, họ nói là người là tin lành á là không được hút thuốc, không được uống rượu, không được đi disco, không được hát karaoke, không. Tôi cố gắng, lúc đó tôi hút thuốc, tôi bỏ thuốc, hút thuốc. Tôi đạt được những cái không mà một số tiêu chuẩn của những người đi trước tôi họ hướng dẫn. Và rồi tôi cảm thấy rằng là mình cũng là một cái tín đồ có tầm cỡ trong hội thánh. Và bắt đầu thì chuyện gì xảy ra? Bắt đầu là sau một thời gian được nghe nhiều bài giảng, được học nhiều khóa, thì tôi trở thành một tín đồ phê bình mục sư, phê bình những cái người mà mình cho rằng là họ không đạt tiêu chuẩn giống như mình. Nhưng mà rồi một thời gian sau thì tôi cũng thấy chán. Nếu mà tin Chúa theo đạo tin lành mà chỉ làm tín đồ tin lành như vậy thì thôi, chán lắm. Thì tôi tạ ơn Chúa. Bắt đầu tôi tìm kiếm. Tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu phải là một đấng, phải có một cái gì đó mà tôi thấy những người bạn của tôi, họ yêu thương Chúa Giêsu, họ dám từ bỏ sự nghiệp của họ để ra đi làm nhân chứng cho Chúa. Tôi thấy có những người họ từ chối những cái công việc rất là tốt đẹp để bước vào trong chức vụ. Và đây là điều làm cho tôi rất là ngạc nhiên. Tôi bắt đầu tìm kiếm. Và rồi tôi muốn dùng một cái hình ảnh này là khi tôi đi trên anh chị Thành cũng như anh Quang có chở tôi đi thăm một số vùng ở Florida. Thì tôi thấy có những cái cây rất là đẹp. Rất là, cái gốc của nó rất là to và nó thấy rất là vững vàng, vững chắc. Thì ở bên Đức á, có một cái loại cây, tôi không biết tiếng Anh là cái gì, nhưng mà tiếng Việt Nam dịch là cây sồi. Nó rất là cao, rất là cứng.
Và thường thì những người nào mà họ có tiền thì họ mới mua được những cái loại bàn ghế đóng bằng cây sồi. Và để có một trở thành một cái cây sồi lớn như vậy đó, thì nó phải trải qua những cái cơn giông bão, nó phải chịu đựng được những cái thời tiết rất là khắc nghiệt, thì nó mới có thể được vững vàng, vững chắc và nó quý giá như vậy. Thì trong đời sống tin Chúa của chúng ta cũng vậy. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng là tin Chúa rất là tốt đẹp, cái gì cũng ơn phước tốt đẹp, đời sống rất là bình lặng, thanh thản trôi qua. Nhưng mà sự thật thì không phải như vậy. Có nhiều khi chúng ta phải đối diện những cái sóng gió, những cái sự khó khăn của cuộc đời này. Và trước tôi nhớ rằng là tôi cầu nguyện lại Chúa, xin Chúa cho con kinh nghiệm quyền phép của Chúa. Và tôi, mỗi lần mà tôi cầu nguyện như vậy thì sóng gió lại đến với đời sống của tôi. Con cái lớn lên phản loạn mình. Hội thánh gặp những năng đề hầu việc Chúa, mà vào hội thánh thì mình biết, hội thánh thì người ta nói rằng là làm dâu trăm họ. Nhưng mà thật sự tôi thấy là những người hầu việc Chúa còn khó hơn nữa. Làm dâu không biết là bao nhiêu họ trong đó. Đó. Rất là khó khăn. Và rồi cứ mỗi lần như vậy thì tôi thấy chán nản, nhiều khi cũng muốn bỏ. Muốn sống một đời sống trở lại như trước, như là mình chỉ đến Chủ nhật mình thờ phượng xuống mình đi về, không có tham dự gì hết. Nhưng mà rồi tạ ơn Chúa, cứ mỗi lần mà nản lòng như vậy thì như nãy tôi nói là tại sao mà tôi có quyết định lập gia đình với vợ tôi mà tôi không hối tiếc. Là những lúc đó vợ tôi nâng đỡ tôi để tôi có thể đứng dậy. Và chúng tôi cùng cầu nguyện với Chúa và bắt đầu là Chúa làm cho tất cả điều tốt đẹp. Chúa khiến cho con cái của mình trở nên hòa thuận với mình. Chúa khiến cho có những lúc Chúa thử thách mình. Và sau này tôi mới hiểu rằng là tại sao mà Chúa coi như là thử thách mình như vậy. Chúa cho mình những cái gặp khó khăn như vậy. Thì tôi thấy một cái đơn giản thôi. Bởi vì người mình cũng là rất là ương ngạnh. Cho nên Chúa dùng những cái người chung quanh mình để chỉ sửa mình. Tự nhiên là mình nói rằng là bây giờ xin Chúa cho con được nhịn nhục. Thì bắt đầu là Chúa cho có những người đến gây hấn mình. Đó. Chúa cho, xin Chúa cho con có tình yêu thương. Thì Chúa cho có những người thật là đáng ghét đến gần mình. Tôi thấy đây một cái điều như vậy. Nhưng mà trải nghiệm rồi cuối cùng tôi thấy rằng đó là quyền phép. Đó là quyền phép của Chúa. Thì tại vì có 10 phút thôi, tôi không dám nói dài dòng. Thì tôi nói về chính đời sống của tôi. Nói tóm lại điều mà tôi muốn nói rằng cảm ơn Chúa hồi nãy cho tôi được nghe những lời của ông mục sư của hội Gideon. Thì chắc tôi nói một cái câu chuyện về Gideon. Trong đội quân Gideon có 300 người. Và trước khi mà họ phải đối diện với nguyên một đoàn quân đông vô số của Madian, thì Đức Chúa Trời phát cho họ một cái bình, một cái đuốc và một cái kèn. Rồi Đức Chúa Trời nói rằng là khi ra lệnh là đến một lúc nào đó, đó thời điểm đó chú bảo đập vỡ bình, cầm cái đuốc đốt sáng lên và thổi cái kèn, thì quyền phép Chúa sẽ xảy ra. Và đây là một trong những cái yếu tố mà tôi thấy rằng quyền phép của Chúa không phải là mình cứ đi tham dự những cái hội đồng này, hội đồng nọ, rồi mình cứ khóc lóc, lặp đi, lặp lại. Rồi mà phép lạ xảy ra đâu. Nhưng mà phép lạ xảy ra khi chúng ta chịu đập vỡ cái con người, cái bản ngã cũ của chúng ta. Chúng ta cầm cái ngọn đuốc của Chúa ban cho chúng ta là sự cứu rỗi. Chúng ta thổi kèn là nói về, ca ngợi Chúa, nói về những điều mà Chúa đã làm cho chúng ta. Thì quyền năng phép lạ Chúa sẽ xảy ra. Tôi nói một lần cuối về nguyên nhân tại sao mà tôi được Chúa kêu gọi. Có một lần nọ tôi nằm ngủ trong một giấc mơ. Tôi thấy tôi rơi vào một cái khoảng trống vô tận, tối tăm. Và tôi rất vô cùng sợ hãi. Thì tôi nghe một tiếng pháo bên tai tôi rằng: con ơi, tất cả những con người không có Chúa Giê-xu đều như vậy. Và họ cần Chúa Giê-xu. Và từ đó khi tôi thức giấc, tôi ý thức được mỗi một người trong chúng ta, dù bất cứ anh mặc bộ đồ nào, có một sức viên mặc bộ đồ đẹp hơn tôi, cầm lét, ông có một chức vụ mục sư, tôi chỉ là tín đồ. Ông có thế nào đi nữa, chúng ta chỉ... Nhưng có một điều, nếu ông không có Chúa Giê-xu, thì ông cũng là một con người thật là đáng thương. Cho nên tôi thấy rằng chúng ta không cần phải mặc cảm. Chúng ta không cần phải hổ thẹn. Hồi trước tôi cũng mắc cỡ mới tin Chúa. Người ta nói rằng: mày tin lành hả? Tin lãnh đạo chút xíu à, mà tin chi? Hay là có nhiều người sau này nói rằng: tin ông Giê-xu á. Ông Giê-xu đâu phải là Việt Nam đâu. Ông Giê-xu là cái ông Tây, ông Mỹ nào lắm. Tóc vàng, mắt xanh, tại sao mày tin?
hay là chẳng hạn như là vân vân, có nhiều cái. Nhưng mà rồi khi mà chúng ta thật sự chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng ta kinh nghiệm được sự cứu rỗi của Ngài, kinh nghiệm được sự tái sinh của Ngài, và chúng ta mang cái sự cứu rỗi tái sinh đó, cái sự cứu rỗi đó đến cho những người đồng hương của chúng ta xung quanh, thì chúng ta sẽ thấy quyền phép của Chúa. Tôi nói rằng thật sự chúng tôi đi á, nếu mà mình chỉ ở trong hội thánh á, một thời gian mình sẽ chán lắm, buồn lắm, bởi vì nó thật mà. Và tôi bên bển thì tôi thường hay có một cái câu chuyện về những cái con nhím mùa đông. Mùa đông thì lạnh, mà những con nhím á, mỗi lần mà nó đến gần với nhau á, thì những cái gai của nó đâm nhau. Nó đâm nhau làm cho coi như là đau, rồi nó lại phải chạy xa. Mà chạy xa thì nó lại lạnh, lạnh rồi nó lại gần nhau lại bị đâm tiếp. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi ra ngoài, chúng ta sẽ thấy nhiều cuộc đời tan nát, nhiều cuộc đời đau khổ. Và khi mà mình nói về Chúa Giêsu và họ tiếp nhận Chúa Giêsu, mình sẽ thấy quyền phép Chúa tỏ ra trên đời sống của họ. Mình được khích lệ lắm, mình được nâng đỡ lắm. Thì đó là những điều mà tôi muốn nói ngắn gọn buổi sáng hôm nay, khích lệ coi như là mấy anh chị em. Đó. Nếu mà mấy anh chị em chỉ nhóm mỗi một Chủ nhật như thế này thì rất là tốt, rất là vui. Nhưng mà anh chị em muốn kinh nghiệm quyền phép của Chúa thì không phải chỉ là đi hội đồng, mà phải đi ra ngoài, đập vỡ cái bình, đốt cái ngọn đuốc cứu rỗi và thổi kèn vui mừng về ngợi khen về cứu Chúa Giêsu Christ của mình, thì quyền phép sẽ xảy ra liền. Tôi bảo đảm như vậy đó. Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trong loạt bài Trang bị để phục vụ. Đây là bài thứ hai. Tuần trước chúng ta đã học rằng chúng ta cần phải được trang bị để lớn lên trong Chúa và trở thành những đào tạo viên để đào tạo môn đệ cho Chúa. Điều đầu tiên mà chúng ta cần được trang bị là tình yêu thương cho nhau. Như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta thế nào, hy sinh cho chúng ta ra làm sao, thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau thế ấy. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trong loạt bài đó, và chúng ta sẽ học về đề tài là gây dựng cho nhau. Đoạn Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 4 câu 7 đến 16 chúng ta đã cùng học với nhau cách đây không bao lâu trong loạt bài, và chúng ta có nói về sự xây dựng thân thể của Đấng Christ trong loạt bài tiêu chuẩn mới. Và chúng ta đã học 3 điều ở trong cái đoạn Kinh Thánh này. Từ câu 7 đến câu thứ 10 là chúng ta được ban ơn để phục vụ. Câu 11 đến câu thứ 13, chúng ta được trang bị để gây dựng. Và câu 14 đến câu thứ 16 là chúng ta được kết hợp để trưởng thành. Nhưng sáng hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị 3 điểm khác nói đến vấn đề chúng ta cùng xây dựng nhau, gây dựng cho nhau, tức là mỗi tín hữu được Chúa ban ơn. Thứ hai là mỗi tín hữu được Chúa ban ơn khác nhau. Và thứ ba là mỗi tín hữu được Chúa ban ơn khác nhau để mà gây dựng cho nhau. Xin chúng ta cùng theo dõi lời Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 7 đến câu thứ 16. Nhưng ân điển đã được ban cho mỗi người chúng ta theo mức độ ban phát của Đấng Christ. Vì vậy, có lời đã chép, Ngài đã lên nơi cao, dẫn theo muôn vàng kẻ bị tù đầy và ban các ân tứ cho loài người. Khi nói Ngài đã lên, có nghĩa gì nếu không phải là Ngài đã xuống trong các vùng thấp hơn ở nơi đất sao? Đấng đã xuống, tức là Đấng đã lên trên tất cả các tầng trời để làm đầy dẫy mọi sự. Chính Ngài đã ban một số người làm sứ đồ, một số người làm nhà tiên tri, một số người khác làm nhà truyền giảng tin lành, một số người khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trang bị cho công tác phục vụ và xây dựng thân thể của Đấng Christ, cho đến khi tất cả chúng ta đều đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, để trở nên người trưởng thành đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ. Như vậy chúng ta sẽ không còn là trẻ con bị dồi dập và cuốn theo luồng gió học thuyết bởi sự xảo quyệt của con người và những mánh khóe lừa dối của họ. Nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến Đấng Christ là đầu.
Nhờ Ngài mà cả thân thể kết hợp và gắn chặt với nhau bởi những dây liên kết hỗ trợ. Khi mỗi phần hoạt động cách thích hợp thì thân thể được tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương. Kính lạy Chúa là Cha Thánh của chúng con, cuối xin Cha Ngài phán dạy với chúng con qua lời của Ngài sáng hôm nay. Cầu xin Chúa Thánh Linh cai trị trong thời giờ này, để những lời nói của môi miệng con và sự suy gẫm của lòng chúng con cùng nhau được đẹp ý Cha. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, đoạn kinh thánh này cho chúng ta biết rằng mỗi người trong chúng ta đều có ơn của Chúa. Cái sự hiệp một là do Chúa ban cho, nhưng mà điều đó đến là từ nhờ ơn của Chúa. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 7 nói rằng những ân điển đã được ban cho mỗi người chúng ta theo mức độ ban phát của Đấng Christ. Mỗi người đều có ơn. Không ai có thể nói rằng tôi không có ơn. Nếu nói như thế là không có tin vào lời của Chúa. Chúa nói như thế nào? Ân điển đã được ban cho mỗi người trong chúng ta. Như vậy quý vị là những người có ơn. Nhưng mà theo mức độ ban phát của Đấng Christ có nghĩa là gì? Là con người có cái ơn, mỗi người đều có cái ơn thích hợp với cái công việc mà Chúa giao phó cho mình. Đấng Christ đã ban ơn cho mỗi người trong chúng ta tại cái thời điểm mà Ngài được tôn cao. Chúa Giêsu sau khi Ngài thăng thiên thì Ngài dẫn muôn vàng phu tù đi với Ngài vì Chúa ban ơn cho loài người. Ơn nói về gì? Các học giả thì giải thích nhiều cách khác nhau về cái chữ ơn này. Và thứ nhất là ơn là cái sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta. Chúa đã chết, Ngài sống lại, Ngài thăng thiên thì Ngài ban ơn cứu rỗi. Nhưng mà đứa con phải chỉ là ơn cứu rỗi mà thôi. Đây là cái ơn kêu gọi mà Chúa ban cho chúng ta nữa. Chúa kêu gọi chúng ta để mà hầu vị Chúa. Cái đặc ơn được Chúa kêu gọi để phục vụ Chúa, đó là cái ơn. Sư Phaolô nói rằng Ngài đã ban ơn cho tôi để rao giảng tin lành. Tức là cái ơn là cái chức vụ mà Chúa giao phó. Nhưng mà hơn là cái chức vụ mà Chúa giao phó là cái năng lực mà tôi gọi là linh ân hay là ân sức mà Chúa ban cho để có thể hoàn thành cái công tác Chúa giao một cách có hiệu quả. Đó là ơn. Và Chúa ban ơn cho quý vị đủ để mà thực hiện cái linh vụ mà Chúa muốn quý vị làm. Tôi thích cái bài ca nói rằng Ngài ban cho thêm ơn khi giao phó ta thêm trọng trách. Ngài ban cho thêm ơn. Chúa giao công tác thì Chúa cho chúng ta có đủ ơn, đủ sức để có thể là hoàn thành cái công tác đó. Thi Thiên 107 câu 8 thì nhắc nhở chúng ta phải biết ơn Chúa. Nếu mà chúng ta là những người thọ ơn thì chúng ta phải là những người biết ơn. Nếu mà chúng ta đã nhận ơn của Chúa mà chúng ta không biết ơn của Chúa thì đó là người vô ơn. Cho nên trong Thi Thiên 107 thì tác giả đã đưa ra, viết ra để mà sửa đổi lại cái tư tưởng không biết ơn hay là biết ít biết cảm tạ Chúa. Tác giả kêu gọi những tấm lòng đã nguội lạnh, không còn biết ơn Chúa nữa, coi những việc Chúa ban cho đó cái chuyện bình thường, mà không còn cảm thức được một cách sâu xa ơn lớn lao mà Chúa ban cho mình. Thì câu một ông đã nói rằng hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Và bốn lần khác ở trong Thi Thiên này ông đã lặp lại, ông nói thế này: nguyện người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ của Ngài và vì các phép màu mà Ngài đã làm cho con cái loài người. Cảm ơn Chúa, cái phép màu lớn nhất mà Chúa làm cho quý vị và tôi đó là cứu chúng ta ra khỏi dòng nhân loại cũ và đem chúng ta vào trong dòng nhân loại mới, trở nên một với thân thể với Đấng Christ, và chúng ta được trở nên hội thánh của Đấng Christ, chúng ta trở nên nàng dâu của Đấng Christ, chúng ta là một người mới trong tân sáng tạo của Chúa. Đó là một cái ơn lớn lao vô cùng và Chúa trả bằng chính giá là huyết của Ngài chết dù chết trên cho chúng ta trên thập tự giá. Câu 8, câu 15, câu 21, câu 31 tác giả nói rằng người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ Ngài và vì các phép màu mà Ngài đã làm cho con loài người. Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Giêsu Christ ban ơn cho mỗi chúng ta. Chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta ca ngợi tình yêu của Chúa, chúng ta nói ra những lời để cảm tạ Chúa vì cái sự rộng rãi mà Ngài ban cho chúng ta. Hãy thưa với Chúa: lạy Chúa, con biết ơn Chúa vì Ngài đã ban ơn cho con. Có một câu nói thật là hay trong tiếng Anh thế này, nói rằng: we don't need more to be grateful for.
We just need to be more thankful. Thật là hay phải không quý vị? We don't need more to be thankful for. We just need to be more thankful. Là tạm dịch là chẳng cần có nhiều hơn mới biết ơn, mà chỉ cần biết ơn nhiều hơn. Tôi nghĩ có tiếng Việt người ta dịch còn hay hơn trong tiếng câu tiếng Anh. Chẳng cần có nhiều hơn mới biết ơn, mà chỉ cần biết ơn nhiều hơn. Quý vị có biết ơn chưa không? Chúa ban ơn cho mỗi quý vị. Không ai có thể nói rằng tôi không có ơn. Chúng ta là những người có ơn. Có ơn để làm gì? Để mà hầu vị Chúa. Mỗi chúng ta đều nhận ơn. Và cái ơn thì nó có nhiều. Mình gọi là ơn cứu rỗi, ơn sức, ơn tứ, ơn điển, ơn sủng. Đó là những cái ơn mà Chúa ban cho. Những món quà mà Chúa ban cho. Mỗi người đều có những cái món quà. Khi quý vị được sinh ra trong gia đình của Chúa, thì Chúa ban cho quý vị có một cái quà sinh nhật. A birthday gift. Cái ơn đó là Chúa ban cho. Mà quý vị cần phải khám phá ra cái ơn mà Chúa ban cho mình là gì để có thể dùng cái ơn đó trong công việc Chúa. Và chúng ta là những người khác nhau, những chi thể khác nhau, nhưng mà có sự hợp nhất trong một thân. Chỉ có một thân mà thôi. Một thân, một Chúa, một Thánh Linh, một phép báp têm, một đức tin mà thôi. Nhưng mà có nhiều cái ân tứ khác nhau. Và câu Kinh Thánh trong câu số 10 thì cho chúng ta câu 11 đó là chính Ngài đã ban một số người làm sứ đồ, một số người làm nhà tiên tri, một số người khác làm nhà truyền giảng tin lành, một số người khác nữa làm mục sư và giáo sư. Chúa ban ơn theo cái mức độ ban cho của Ngài. Chúa ban ơn thì Ngài sẽ giao cho trách nhiệm, và nếu mà Ngài giao trách nhiệm thì Ngài sẽ ban ơn. Và Chúa ban cho quý vị ơn nào thì hãy tìm cách để mà sử dụng ân tứ đó trong việc gây dựng thân thể của Ngài. Và Chúa giao cho quý vị trách nhiệm nào thì hãy đến với Chúa để nhận lấy cái ân sức linh năng để có thể hoàn thành cái công tác mà Chúa đã giao cho quý vị. Chúng ta không thể nào làm công vì Chúa bởi sức riêng của chúng ta. Và nếu mà Chúa đã ban ân sức cho quý vị thì Chúa đòi hỏi quý vị phải dùng cái ân sức đó để mà hầu vị Chúa. Chúa ban cho càng nhiều thì Chúa đòi hỏi lại càng nhiều hơn nữa. Và Chúa cho chúng ta có những cái ơn khác nhau. Ở đây thì nói đến những người được ơn. Có người được ơn bày tỏ ra ý chỉ của Chúa như một nhà tiên tri. Có người được ơn ra đi với một sứ mạng như một sứ đồ. Có người được ơn đi đây đi đó để mà rao truyền tin lành như một người giảng tin lành. Có người được ơn để trăng bày chuyện của Chúa như một mục sư. Có người được ơn để trình bày cho người ta được hiểu hơn về Chúa và lời Ngài như một giáo sư. Nhưng đây không phải là một cái bản danh sách đầy đủ quý vị. Chúa còn cho nhiều cái ân tứ khác nữa. Trong Roma đoạn 12 có liệt kê một loạt những ân tứ khác. Trong Corinto nhất đoạn 12 liệt kê một loạt cái ân tứ khác. Nào là ân tứ có những lời nói khôn ngoan, có ân tứ giúp đỡ, ân tứ khích lệ, vân vân và vân vân. Đó là những cái ân tứ mà mỗi chúng ta đều nhận được. Và nhưng mà có lẽ đa số chúng ta có cái ơn để mà nói ra lời Chúa để mà gây dựng nhau. Có cái ơn để mà thuật lại những cái ơn phước Chúa để mà nâng đỡ đức tin cho nhau. Tôi thích nói chuyện với một số người trong hội thánh. Là tại vì sao? Là mỗi lần nói chuyện là được những người đó thuật lại những ơn phước Chúa đã làm trên đời sống. Rất tiếc là có những người đó thì không có mạnh dạn đủ để mà lên đây để mà nói về ơn của Chúa cho tất cả mọi người đều nghe. Nhưng mà nói trong nhóm nhỏ thì được, nói cho vài người thì được, nhưng mà cũng gây dựng cho nhau ở trong Chúa. Tạ ơn Chúa vì điều đó. Chúng ta có cái ơn để cầu nguyện cho nhau, qua cái sự mang gánh nặng cho nhau. Chúng ta có cái ơn để mà làm những việc thiện lành giúp đỡ nhau. Chúng ta có cái ơn để mà tôn vinh Chúa qua âm nhạc hay là nghệ thuật hay là công việc của mình làm. Đó là những cái ân tứ khác nhau mà Chúa ban cho chúng ta trong hội thánh. Rồi chúng ta dùng những cái ân tứ đó để mà gây dựng cho nhau. Gây dựng lẫn nhau, tức là người này gây dựng cho người kia. Có lẽ người lớn gây dựng cho người nhỏ, rồi người nhỏ khi mà lớn lên thì gây dựng cho người nhỏ hơn. Nhưng mà người lớn cũng có thể gây dựng cho người lớn được vậy quý vị. Và chúng ta được Chúa dùng để mà gây dựng cho nhau. Câu 15, nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến Đấng Christ là đầu. Nhờ Ngài mà cả thân thể kết hợp và gắn chặt với nhau bởi những dây liên kết hỗ trợ
Khi mỗi phần hoạt động một cách thích hợp thì thân thể được tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương. Tự gây dựng trong tình yêu thương. Chúng ta là một ở trong thân thể của Chúa thì chúng ta gây dựng với nhau để được lớn lên ở trong Chúa. Chúng ta gây dựng cho nhau để tăng trưởng trong bốn phương diện. Thứ nhất là trong đức tin nơi Chúa, chúng ta gây dựng để cùng nhau được lớn lên ở trong đức tin. Thứ hai là gây dựng để chúng ta thông biết Chúa, có sự thông biết Chúa, được lớn lên trong sự thông biết Chúa, hiểu biết Chúa nhiều hơn, không phải chỉ biết về lời của Chúa một cách như con vẹt biết mà thôi, nhưng mà hiểu lời Chúa và trải nghiệm được Chúa qua lời của Ngài, gặp được Chúa Jesus Christ qua chính lời của Chúa. Và thứ ba là lớn lên trong tình yêu thương Chúa và yêu thương anh em. Và thứ tư là được trở nên giống Chúa Jesus Christ, được trở nên tầm thước vóc dạc ở trong Đấng Christ, được càng giống Chúa Jesus Christ càng hơn càng thêm mỗi ngày. Đó là bốn cái phương diện tăng trưởng mà chúng ta có thể giúp đỡ nhau, gây dựng lẫn nhau để mà tăng trưởng. Một lần kia thì lâu lắm rồi, khi tôi còn chiếc xe Datsun 210, quý vị còn nhớ chiếc xe Datsun 210 của tôi không? Tôi chạy tới gần 200.000 mile tôi mới bán. Tôi vừa để ra là có người mua liền $400 ngay. Nhưng mà một lần kia thì trên đường đi hiệu nguyện từ Orlando về lại Miami, vừa ra khỏi thành phố Orlando được một khoảng thì chiếc xe của tôi nó bị tắt máy và nó chạy chậm lại. Và đó là nơi đồng trống, và gần đó thì có một cái nông trại, và tôi cố gắng lái được chiếc xe nó vào trong cái nông trại đó thì nó ngừng lại. Và tôi vào trong đó nhờ điện thoại gọi về cho ông thân tôi: ba ơi, cái cục giao điện của con nó bị chết rồi, cho nên nhờ ba mua giùm con một cục khác. Thì ông thân tôi tìm mua cho tôi một cái cục giao điện đó, chạy ra ngay cái chỗ đó, trong trại đó, và hai cha con bắt đầu thay cái cục giao điện. Và khi thay xong rồi thì lỡ tay làm sao mà vặn cái đinh vít nó mạnh quá, cái nó gãy cạch một cái. Thôi, đành chịu thua. Tối hôm đó tôi phải trở về lại, tôi nghĩ có lẽ là tối thứ bảy hay sao đó, là ngày hôm sau phải có người lo giảng giùm tôi, nhưng mà phải ngủ đêm rồi đó. Rồi sáng hôm sau thân tôi trở ra tìm cách để mà lấy, tại vì lúc đó trời tối rồi, tìm cách để mà lấy cái đinh vít mà nó cần dính ở trong đó, quý vị, lấy ra cực lắm, lấy ra cái đinh vít rồi mới thay cái đinh vít khác vào, rồi mới chạy về Miami được. Thưa quý vị, những cái bộ phận rất là nhỏ nhoi trong máy thì rất là cần thiết. Ngay cả một cái đinh vít mà thiếu đi nữa thì cái xe cũng không thể chạy được. Và mỗi người trong thân thể của Đấng Christ là quan trọng. Quý vị nghĩ quý vị không quan trọng, nhưng quý vị là quan trọng. Quý vị có thể nghĩ mình chỉ làm cái đinh vít thôi, nhưng mà thiếu cái đinh vít thì cái hội thánh không thể hoạt động một cách hữu hiệu như có thể được. Khi quý vị không làm cái phần của mình thì có lẽ quý vị cản trở toàn thân hoạt động một cách hữu hiệu. Cho nên mỗi chúng ta cần tham dự ở trong công việc Chúa, những cái ơn tứ mà Chúa ban cho để mà hầu việc Chúa. Thiếu sự cầu nguyện của quý vị thì hội thánh sẽ thiếu linh lực từ nơi Chúa. Thiếu sự chứng đạo của quý vị thì đồng bào chúng ta sẽ không được nghe phúc âm của Chúa. Thiếu sự đóng góp tài chánh của quý vị thì công việc của Chúa bị đình trệ. Cái phần nhỏ bé của quý vị giàu nhỏ tới mức nào cũng cần thiết. Chúng ta dùng những ơn tứ Chúa ban để mà gây dựng cho nhau. Và thưa quý vị, chúng ta có thể gây dựng qua hai cái: qua việc làm và qua lời nói. Qua việc làm và qua lời nói. Quý vị làm bếp cũng có thể gây dựng cho anh chị em. Có thể hai người cùng làm bếp, mà một người làm bếp thì chẳng ai được gây dựng cả. Người ta còn cảm thấy khó chịu nữa. Nhưng mà có người làm bếp và cái việc mà họ làm trong bếp đó, người khác được thấy được Chúa qua cái người đó. Cái cách người đó làm, cái tình yêu thương bày tỏ qua cái sự làm bếp đó. Có người dọn dẹp đổ rác mà làm việc như một cái cực hình. Nhưng mà có người khác làm trong cái tinh thần vui vẻ nhã nhặn, và người ta thấy được Chúa qua cái người đó. Cũng là chở đi nhà thờ, nhưng có người chở đi nhà thờ thì làm cho người ta nhìn thấy được Chúa qua cái việc làm của người đó. Nhưng mà có người khác thì chở đi nhà thờ chẳng có gì, không có gì hết. Tôi có một người quen ở tại West Palm. Bà này mỗi Chủ nhật phải đi nhà thờ Mỹ, và có người được phái tới để mà đón chở bà ấy tới nhà thờ Mỹ rồi trở về, mà trên xe không nói một tiếng nào hết. Giống như là cái cực hình mục sư bảo tôi phải làm thì tôi chở, tôi tới tôi chở, rồi xong rồi cái trở về vậy thôi. Trên xe không có nói với nhau một câu, một tiếng nào hết. Nhưng đó không phải, chúng ta có thể, cái công việc chúng ta giàu rất là nhỏ nhoi, nhưng mà cách chúng ta làm,
Khi mà Chúa làm công việc đó qua chúng ta, người ta sẽ thấy được Chúa. Cái điều mà quý vị sẽ cảm thấy hãnh diện, vui mừng, sung sướng hơn hết là khi người ta nói với quý vị là tôi thấy được Chúa qua anh, qua chị, qua ông, qua bà. Đó là cái điều mà chúng ta có thể làm để gây dựng. Có vẻ chúng ta không có nói một lời nào, cái hành động của chúng ta cũng đủ để bày tỏ Chúa cho những người khác. Có thể quý vị gây dựng cho nhau qua việc giúp đỡ học lái xe, học Anh ngữ, thi quốc tịch, đi bác sĩ, dẫn đi chơi vân vân. Nhưng mà cái đó cũng là gây dựng cho nhau. Nhưng mà thứ hai, chúng ta gây dựng qua lời nói. Qua lời nói chúng ta thuật lại cái sự thành tín của Chúa, sự tốt lành của Chúa, quyền năng của Chúa trên đời sống. Như chúng ta đã được nghe ông Tâm chia sẻ về ơn phước của Chúa trên đời sống của ông sáng hôm nay. Trong ngày hôm qua chúng tôi đi Orlando để mà dự hiệp nguyện và được mục sư Huỳnh Văn Liêu chia sẻ lại những ơn phước mà Chúa đã làm trên đời sống của ông. Mà tôi thấy ông quá cực, quá khổ quý vị. Từ lúc nhỏ ở tại Đồng Tháp, ba ông hầu vị Chúa tại Đồng Tháp, ông khoảng chừng 3 tuổi thì ông bị nước ngập và rắn nó vào nhà. Khi ông leo lên trên cái gác biểu, lên cái phản đó, ba mẹ biểu đi ngủ rồi ông leo lên cái. Thì cái ông nghe rất bạch một cái và cái con rắn nó cắn cái chừng cái. Rồi bắt đầu đưa đi thầy thuốc rắn. Mà tới hỏi con rắn nó làm sao chẳng biết. Nó chạy ra nó cắn cái nó chạy vô làm sao biết. Cho nên cuối cùng hỏi kỹ càng lắm rồi thì mới nói biết đó là ông là con rắn gọi là rắn ma. Mà biết là rắn ma cắn là chết thôi chứ không có thuốc chữa gì hết. Ông thầy thuốc nói thôi uống mấy viên thuốc này rồi sáng mai rồi tính. Nhưng mà ông cha ba của ông thì biết đó là con rắn đó rồi thì thôi không cho uống thuốc nữa. Nó là sống là chết là tùy nơi kỳ mệnh Chúa ban cho. Cho nên tối hôm đó ông cùng mục sư thức trắng đêm để mà cầu nguyện bên giường của người con. Và sáng hôm sau khi mà thầy thuốc bó tay, khi mà là người bó tay thì Đức Giê-hô-va đã làm việc và ông được sống và lớn lên. Một lần khác cha mẹ của ông được dời đi đến một cái thành phố khác để mà hầu việc Chúa, như là ở tại Bạc Liêu. Và ở tại đó thì ông bị ghẻ chóc, ghẻ ngá ngứa mà đầy người hết, không có thuốc nào mà lành hết. Và chỉ có lấy những cái gì xả rồi gừng rồi đâm lại rồi bôi lên cho nó đã ngứa, cho nó đỡ ngứa thôi chứ không có thuốc gì chữa. Mà chỉ cầu nguyện xong thời gian Chúa chữa lành cho. Rồi khi mà ông vào trường Kinh Thánh thì ông mê đánh volleyball lắm. Rồi trời nắng cũng đánh, trời mưa cũng đánh. Rồi sau một hôm cái bị bệnh, nằm không ăn không uống gì được hết. Và bác sĩ Pháp tới là chữa bệnh cho, nói là cái người này phải đưa vô bệnh viện rồi. Và có cái xe chở, cái xe cam nhông đó, mà không có cách nào mà chở vô, tại cũng đau quá. Cho nên bác nằm ở trên, và bốn thầy sinh viên đó cầm bốn góc của cái chăn, cái mền đó, rồi ông nằm trong đó, rồi chạy tới bệnh viện, nằm mê man, nhưng mà bị thương hàn quý vị. Một tháng sau, Chúa cho lành, trở về, tiếp tục hầu vì Chúa. Chúa bảo vệ đời sống ông. Khi mà người ta bó tay rồi, bác sĩ bó tay rồi, thì Chúa làm việc cho. Rồi một lần nữa, thì ông... xin lỗi, cái đó là năm 7 tuổi, không phải ở Bạc Liêu, một nơi khác. Nhưng mà khi mà cách đây một thời gian ngắn thôi, lúc mà gia đình của ông qua Mỹ rồi, ông còn ở tại Việt Nam hầu vị Chúa tại Bạc Liêu, thì ông ở chung với lại bà mẹ già 97 tuổi để chăm sóc bà mẹ. Và ở tại đó thì mỗi năm có nước nó ngập lên hay sao đó thì ông phải vét cái ống cống. Và mỗi lần ông vét ống cống như vậy thì ông bị lỡ tay hoặc là lỡ chân. Mà kỳ đó thì ông bị lỡ chân, nó rát đau lắm, đi không được. Nhưng mà ông phải đi một cái thành phố xa, ông phải lái xe, đạp xe đã gì đó. Tới thành phố đó, ông chịu đau để mà đến đó đặng giảng. Ông giảng buổi sáng, giảng buổi chiều, xong rồi sau đó làm phép báp têm. Và người ta không có cho ông biết là người ta muốn nước mưa, mà cái tô nó bị rét rỉ đó. Rồi ông do đó ông vừa bước xuống đó là ông thấy ớn lạnh rồi, người buồn ruộng hết rồi. Nhưng mà ông phải làm pháp với thêm cho một số rất là đông người. Sau đó là ông đi về trở lại là ông nằm xuống. Bây giờ ông kể như là gần chết rồi. Ông nói là Chúa ơi, con sắp về với Chúa rồi, con không có sợ gì hết. Con về với Chúa là sung sướng thôi. Sẵn sàng con về với Chúa. Nếu Chúa cần muốn dùng con hầu với Chúa thì Chúa dùng. Rồi người ta mới cạo gió cho ông, cạo gió.
Rồi ông thì không thích cạo gió, nhưng mà lúc đó ông mệt quá rồi, ta làm gì làm kệ họ. Rồi cuối cùng chịu thua rồi, đưa vô bệnh viện, cũng bó tay, chịu thua rồi. Và người ta nói cho ông biết là ông bị phong đòn gánh. Mà phong đòn gánh mà còn bị cạo gió là càng giúp cho con vi trùng đó nó phát triển càng nhanh hơn nữa. Nhưng rồi ông nằm mê man. 30 ngày sau, Chúa cho ông khỏe trở về hầu vị Chúa. Và nay qua Mỹ đây tiếp tục để hầu vị Chúa. Lớn tuổi rồi, vẫn trung kiên để mà hầu vị Chúa. Khi ông chia sẻ điều đó, tôi cảm thấy, tôi nhìn thấy được Chúa. Công việc lớn lao của Chúa. Thế nên chúng ta có thể gây dựng cho nhau khi chúng ta thuật lại những ơn phước của Chúa qua lời nói, qua bài ca. Có thể chúng ta khích lệ bằng lời của Chúa. Có một câu kinh thánh chúng ta chia sẻ. Rồi chúng ta có thể có một cái lời cầu nguyện cho anh em chúng ta. Có một người được rất là khích lệ khi mà nghe một cái lời cầu nguyện của anh chị thôi mà được khích lệ. Rồi có người nhận được một cái tấm cạc từ một người khác gửi đến. Và qua cái lời rất là đơn sơ, we miss you, vậy thôi. Nhưng mà được khích lệ, à có người nghĩ đến mình. Có thể chúng ta gây dựng nhau qua cái lời hát tôn vinh Chúa. Ở tại Đà Nẵng thì thường hay tổ chức những cái buổi truyền giảng. Và có một lần có cái người này tới và Khâu khi ngồi đó nghe hát thì nước mắt chảy dài. Và sau cái buổi đó rồi thì tới và nói rằng: tôi nghe nhạc vàng, nhạc gì đủ thứ hết mà chưa bao giờ nghe nhạc thánh lần nào hết. Và nghe nhạc thánh đụng đến lòng của tôi quá. Cảm ơn Chúa đã cho tôi được đến để mà dự cái buổi ca nhạc này. Và tại Hội Thánh Đà Nẵng thường hay tổ chức những cái buổi ca nhạc như thế. Và thưa quý vị, âm nhạc là cái tiếng nói của tâm hồn. Chúng ta dùng âm nhạc để ca ngợi Chúa. Và chúng ta dùng âm nhạc để mà gây dựng cho nhau. Chúng ta khi mà được đầy dẫy lời của Chúa, đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì chúng ta làm gì? Dùng ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau để gây dựng cho nhau trong ơn của Chúa. Chúng ta ca hát để tôn vinh Chúa. Chúng ta ca hát để mà trình bày về Chúa cho nhau. Đó là hai cách chúng ta có thể gây dựng qua công việc chúng ta làm và gây dựng qua lời nói. Tôi xin tóm tắt lại ở đây là Chúa ban ơn cho mỗi chúng ta. Ai trong chúng ta đều có ơn và chúng ta phải biết ơn Chúa và chúng ta phải dâng lời cảm ơn Chúa. Amen. Thứ hai là mỗi người chúng ta đều có một ân tứ. Có thể ân tứ chúng ta khác nhau. Có thể có người khi mà Chúa ban ơn nó, Chúa bỏ hơi nhiều trong cái bao đó. Nhưng mà có người khác thì Chúa bỏ ít nhất một cái, phải không quý vị? Và Chúa cho chúng ta đủ cái ơn để mà hoàn thành cái công tác mà Chúa giao phó cho mình. Và thứ ba là chúng ta dùng các ân tứ để gây dựng đức tin và tình yêu thương cho nhau. Cảm ơn Chúa, xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa Thánh, chúng con cảm ơn Ngài cho chúng con được lớn lên ở trong Chúa. Và khi lớn lên, chúng con trở nên những người đào tạo viên để chúng con có thể gây dựng cho nhau, hầu chúng con được trở nên tầm thước vóc dạc ở trong Đấng Christ, hầu cho chúng con được trở nên giống Ngài, hầu cho chúng con được trở nên những người có sự thông biết Chúa và lời của Ngài, có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa và có tình yêu thương rào rạt cho nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.